Tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là bức bách, tư duy vô minh là bại hoại, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là bại hoại, tư duy vô minh là suy tàn, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là suy tàn, tư duy vô minh là biến động, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là biến động, tư duy vô minh là chóng diệt, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là chóng diệt. Tư duy vô minh là đáng sợ, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là đáng sợ. Tư duy vô minh là đáng chán, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là đáng chán. Tư duy vô minh có tai ương, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có tai ương. Tư duy vô minh có tai họa, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có tai họa. Tư duy vô minh có ôn dịch, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có ôn dịch. Tư duy vô minh có phong hủy, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có phong hủy. Tư duy tánh của vô minh chẳng an ổn, tư duy tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng an ổn. Tư duy vô minh chẳng đáng tin cậy, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não chẳng đáng tin cậy. Tư duy vô minh là vô sanh vô diệt, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là vô sanh vô diệt. Tư duy vô minh là vô nhiễm vô tịnh, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là vô nhiễm vô tịnh. Tư duy vô minh là vô tác vô vi, tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quan sát cái không nội là không có ngã, ngã sở, quan sát cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, là không có ngã, ngã sở. Quan sát cái không nội là vô tướng, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô tướng, quan sát cái không nội là vô nguyện, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô nguyện, quan sát cái không nội là tịch tịnh, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là tịch tịnh. Quan sát cái không nội là viễn ly, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là viễn ly, quan sát cái không nội là vô sanh vô diệt, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô sanh vô diệt, quan sát cái không nội là vô nhiễm vô tịnh, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô nhiễm vô tịnh. Quan sát cái không nội là vô tác vô vi, quan sát cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, quan sát chân như là không có ngã, ngã sở, quan sát pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ là không có ngã, ngã sở. Quan sát chân như là vô tướng, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô tướng. Quan sát chân như là vô nguyện, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô nguyện. Quan sát chân như là tịch tịnh, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tịch tịnh. Quan sát chân như là viễn ly, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là viễn ly. Quan sát chân như là vô sanh vô diệt, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô sanh vô diệt. Quan sát chân như là vô nhiễm vô tịnh, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô nhiễm vô tịnh. Quan sát chân như là vô tác vô vi, quan sát pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là vô tác vô vi. Thì này Kiều Thi Ca, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành bố thí Ba La Mật Đa, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện,
tu hành tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành tịnh lự ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa, thì này Kiều Thi Ca, đó là bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn tịnh lự, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn vô lượng, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn định vô sắc, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tám giải thoát, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tám thắng xứ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu chính định thứ đại, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu mười biến xứ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn niệm trụ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn chánh đoạn, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn thần túc, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu năm căn, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu năm lực, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bảy chi đẳng giác, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tám chi thánh đạo, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu pháp môn giải thoát không, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu pháp môn giải thoát vô tướng, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu pháp môn giải thoát vô nguyện, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu trí bốn thánh đế, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu năm loại mắt, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu sáu phép thần thông, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu mười lực của Phật, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn điều không sợ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu bốn sự hiểu biết thông suốt, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu đại từ đại bi đại hỷ đại xả, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu 18 pháp Phật bất cộng, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu pháp không quên mất, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tánh luôn luôn xả, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tất cả pháp môn Đà La Ni, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu trí nhất thiết, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu trí đạo tướng, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu trí nhất thiết tướng, thì này Kiều Thi Ca, đó là bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa khởi quán thế này, chỉ có các pháp nương nhờ nhau thấm nhuận tăng trưởng đầy rẫy khắp nơi, không có ngã ngã sở, lại khởi quán thế này, tâm hồi hướng của Đại Bồ Tát chẳng cùng với tâm Bồ Đề hòa hiệp, tâm Bồ Đề chẳng cùng với tâm hồi hướng hòa hiệp, tâm hồi hướng ở trong tâm Bồ Đề không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Tâm Bồ Đề ở trong tâm hồi hướng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát, tuy quán các pháp nhưng đối với các pháp hoàn toàn không có sở kiến, thì này Kiều Thi Ca, đó là bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát. Khi ấy, Thiên Đế Thích hỏi Thiện Hiện, bạch Đại Đức, thế nào là tâm hồi hướng của Đại Bồ Tát chẳng cùng với tâm Bồ Đề hòa hiệp?
Thế nào là tâm bồ đề chẳng cùng tâm hồi hướng hòa hiệp? Thế nào là tâm hồi hướng ở trong tâm bồ đề không có sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Thế nào là tâm bồ đề ở trong tâm hồi hướng không sở hữu chẳng thể nắm bắt được? Thiện Hiện đáp, Kiểu Thi Ca, tâm hồi hướng của Đại Bồ Tát là phi tâm, tâm Bồ Đề cũng phi tâm, nếu là phi tâm thì bất khả tư nghỉ, chẳng lẽ phi tâm lại hồi hướng phi tâm, cũng chẳng lẽ phi tâm lại hồi hướng bất khả tư nghỉ. Chẳng lẽ bất khả tư nghỉ lại hồi hướng bất khả tư nghỉ, cũng chẳng lẽ bất khả tư nghỉ lại hồi hướng phi tâm. Vì sao? Vì phi tâm tức là bất khả tư nghỉ, bất khả tư nghỉ tức là phi tâm. Như vậy hai thứ đều không có sở hữu, vì trong cái không sở hữu không có hồi hướng. Kiểu Thi Ca, nếu khởi quán như thế thì đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen Thiện Hiện, hay thay, người có khả năng vì các Đại Bồ Tát khéo tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng có khả năng khéo khích lệ các Đại Bồ Tát, khiến vui mừng nhảy nhót tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã biết ơn chẳng lẽ chẳng báo. Vì sao? Vì chư Phật và các đệ tử quá khứ đã vì các Đại Bồ Tát mà tuyên thuyết sáu phép Ba La Mật Đa, thị hiện giáo hóa, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, an ủi, xây dựng, khiến được cứu cánh. Thế Tôn lúc bấy giờ cũng còn ở trong sự học mà nay chứng quả vị giác ngộ cao tổ, cho nên con cũng phải thừa thuận lời Phật dạy, vì các Đại Bồ Tát tuyên thuyết sáu phép Ba La Mật Đa, thị hiện giáo hóa, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, an ủi, xây dựng, khiến được cứu cánh, mau chứng quả vị giác ngộ cao tổ, như thế gọi là báo đáp ân đức của các ngài. Lúc bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện bảo Thiên Đế Thích, Kiểu Thi Ca, ông hỏi thế nào là Đại Bồ Tát nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa? Hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa giả như có chỗ nên trụ thì chẳng nên trụ tướng. Kiểu Thi Ca, sắc và tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không, Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không. Nếu tánh của sắc là không, nếu tánh của thọ tưởng hành thức là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không, Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của nhãn xứ là không, nếu tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, sắc xứ và tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của sắc xứ là không, nếu tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, nhãn giới và tánh của nhãn giới là không, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, và tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của nhãn giới là không, nếu tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của nhĩ giới là không, nếu tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy.
Kiều thi ca tỷ giới và tánh của tỷ giới là không, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của tỷ giới là không, nếu tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, thiệt giới và tánh của thiệt giới là không, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của thiệt giới là không, nếu tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, thân giới và tánh của thân giới là không, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của thân giới là không, nếu tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, ý giới và tánh của ý giới là không, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của ý giới là không, nếu tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, địa giới và tánh của địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của địa giới là không, nếu tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của thánh đế khổ là không, nếu tánh của thánh đế tập diệt đạo là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, vô minh và tánh của vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, và tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, đại bồ tát và tánh của đại bồ tát là không, nếu tánh của vô minh là không, nếu tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không, nếu tánh của đại bồ tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, cái không nội và tánh của cái không nội là không, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả khác, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, và tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của cái không nội là không, nếu tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy.
Kiểu thi ca, chân như và tánh của chân như là không, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của chân như là không, nếu tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, bố thí ba la mật đa và tánh của bố thí ba la mật đa là không, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của bố thí ba la mật đa là không, nếu tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của bốn tịnh lự là không, nếu tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của tám giải thoát là không, nếu tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của bốn niệm trụ là không, nếu tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của pháp môn giải thoát không là không, nếu tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của năm loại mắt là không, nếu tánh của sáu phép thần thông là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, mười lực của Phật và tánh của mười lực của Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, và tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của mười lực của Phật là không, nếu tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa nên trụ như vậy. Kiểu thi ca, pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không, đại Bồ Tát và tánh của đại Bồ Tát là không, nếu tánh của pháp không quên mất là không, nếu tánh của tánh luôn luôn xả là không, nếu tánh của đại Bồ Tát là không, thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần.
Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không. Nếu tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Nếu tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không. Nếu tánh của trí nhất thiết là không, nếu tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, Thanh Văn Thừa và tánh của Thanh Văn Thừa là không, Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa và tánh của Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của Thanh Văn Thừa là không, nếu tánh của Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, Dự Lưu và tánh của Dự Lưu là không, Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Tát Như Lai và tánh của Nhất Lai cho đến Như Lai là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của Dự Lưu là không, nếu tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Tát Như Lai là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, bậc cực hỷ và tánh của bậc cực hỷ là không, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân và tánh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của bậc cực hỷ là không, nếu tánh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Kiểu Thi Ca, bậc phàm phu và tánh của bậc phàm phu là không, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc Như Lai và tánh của bậc chủng tánh cho đến bậc Như Lai là không. Đại Bồ Tát và tánh của Đại Bồ Tát là không, nếu tánh của bậc phàm phu là không, nếu tánh của bậc chủng tánh cho đến bậc Như Lai là không, nếu tánh của Đại Bồ Tát là không thì như vậy tất cả đều không hai, không hai phần. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên trụ như vậy. Khi ấy Thiên Đế Thích Hỏi Thiện Hiện, cái gì mà Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ? Thiện Hiện đáp, Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ sắc, chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nhãn xứ, chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ sắc xứ, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nhãn giới, chẳng nên trụ sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ nhĩ giới, chẳng nên trụ thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiểu Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ tỷ giới, chẳng nên trụ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện.
Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ thiệt giới, chẳng nên trụ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ thân giới, chẳng nên trụ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ ý giới, chẳng nên trụ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ địa giới, chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên trụ thành đế khổ, chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Vì trụ là lấy hữu sở đắc làm phương tiện.